Kính chào quý vị, chào các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, việc phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản là giải pháp quan trọng góp phần khắc phục tình trạng thiếu cân đối cung cầu, giúp nông dân yên tâm sản xuất. Tuy nhiên, nhiều năm qua, việc duy trì và mở rộng các mô hình liên kết sản xuất mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Vụ đông năm nay, xã Công Liêm, huyện Nông Cống gieo trồng gần 230 ha, nhưng chỉ có 30 ha cây trồng theo hình thức liên kết. Mặc dù những vụ trước, những cây trồng liên kết có giá trị gấp 2 đến 3 lần so với các cây trồng truyền thống, nhưng diện tích liên kết ở đây vẫn rất khó mở rộng. Họ lấy là hôm nay hợp tác xã thì cũng có những lúc là gặp cái khó khăn về vấn đề thanh lý các hợp đồng đối với bà con nông dân. Vì trong đó có cái phá vỡ cái hợp đồng kinh tế, không quản lý được sản phẩm cho công ty, cho nên cái kế hoạch thực hiện giữa hợp tác xã và công ty là không thực hiện được. Xã Hoàng Hợp, huyện Hoàng Hóa có 24,5 ha rau an toàn được phát triển từ năm 2009. Trung bình một ngày, hợp tác xã sản xuất khoảng 2 tấn rau, nhưng tiêu thụ qua hợp đồng chỉ khoảng 0,4 đến 0,7 tấn, chủ yếu là cung cấp cho các bếp ăn tập thể và một số siêu thị. Nhiều năm nay, sản lượng rau quả tiêu thụ qua hợp đồng liên kết vẫn không tăng, thậm chí còn giảm. Những yêu cầu khắt khe về quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm khiến người dân không mặn mà với tiêu thụ qua hợp đồng. Còn nếu diện tích đủ là tầm 70 ha là đủ kinh doanh cho an toàn, nhưng mà vì không thể làm được cái mức đó thì đăng ký có 24,5 ha. Cho nên vấn đề đó là cái nơi tiêu thụ là quan trọng, mà nơi tiêu thụ cũng có thì không dám làm nhiều. Vụ đông năm nay, Thanh Hóa phấn đấu gieo trồng 50.000 ha trở lên, nhưng diện tích liên kết của các địa phương chỉ đạt từ 15 đến 20% tổng diện tích sản xuất vụ đông. Trước việc chính phủ siết chặt nhập khẩu phế liệu, các đơn vị sản xuất giấy từ nguyên liệu giấy phế liệu nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đang phải điều chỉnh lại phương án sản xuất, đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ để đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường cho nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Đồng thời, công ty được cấp lại giấy phép nhập khẩu giấy phế liệu với khối lượng 44.000 tấn trong thời hạn 2 năm. Để đáp ứng được cái yêu cầu về nhà nước cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho doanh nghiệp, thì bản thân doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Đối với công ty thì các cái yêu cầu về quản lý môi trường, cái thứ nhất là hệ thống khí thải, rồi là nước thải, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống phòng cháy chữa cháy phải đảm bảo được các cái quy chuẩn của nhà nước. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hai cơ sở nhập khẩu giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất là Công ty Cổ phần Giấy Mộc Sơn và Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện cả hai cơ sở đều đã có các công nghệ đảm bảo yêu cầu, cũng như có những thiết bị để xử lý tạp chất trong giấy phế liệu, kho bãi đảm bảo quy chuẩn bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp phối hợp cùng với hải quan nơi có cảng để kiểm tra chất lượng giấy phế liệu nhập khẩu trước khi đưa về cơ sở sản xuất, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu. Hiện nay đang là thời điểm thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, biên độ nhiệt trong ngày dao động lớn khiến sức khỏe và khả năng miễn dịch của con người bị ảnh hưởng, là điều kiện thuận lợi để nhiều dịch bệnh như tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát. Do vậy, công tác phòng bệnh phải được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch chống dịch. Trong 2 tháng 9 và 10 vừa qua, khoa truyền nhiễm da liễu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận và chữa trị cho trên 500 trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi bệnh tay chân miệng đang diễn biến khá phức tạp, thì các chuyên gia y tế cảnh báo dịch sởi có thể gia tăng vào các tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Vì vậy, nguy cơ dịch chồng dịch là rất cao. Để phòng chống chủ động, thì tất cả những cái bệnh mà đã có vaccine tiêm phòng thì các cháu phải nên đến các cơ sở y tế, các địa điểm tiêm phòng để được tiêm vaccine đầy đủ theo đúng cái lịch trình của Bộ Y tế. Với những cái bệnh không có vaccine thì phải chẩn đoán sớm, phát hiện, cách ly, đặc biệt là phải phòng chống được lây lan. Đấy, như bệnh tay chân miệng chẳng hạn thì là để phòng chống thì cái đầu tiên là khi phát hiện các cháu phải cách ly tuần đến 2 tuần, xử lý những cái chất thải đấy, môi trường xung quanh, đấy, rồi dinh dưỡng chăm sóc tốt cho các cháu. Theo khuyến cáo của ngành y tế, trong các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh thì tiêm chủng vẫn là giải pháp quan trọng và hiệu quả nhất.
Hiện ngành y tế đang tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch tiêm bổ sung một số vaccine phòng bệnh như chiến dịch tiêm bổ sung sởi rubella với 250.000 trẻ đối tượng từ 1 đến 4 tuổi. Bên cạnh việc tiêm phòng, người dân cần chủ động thực hiện nếp sống vệ sinh phòng bệnh như tạo thói quen rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh môi trường và xử lý khử trùng vật dụng sinh hoạt, diệt loang quang bọ gậy, lật úp các dụng cụ chứa nước, thực hiện tốt việc ăn sạch uống sạch, đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Công an huyện Thiệu Hóa vừa điều tra làm rõ và vận động 8 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tiểu khu 5, thị trấn Vạn Hà ngày 14 tháng 10 năm 2018 ra đầu thú. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân giữa hai nhóm thanh niên ở Thiệu Hóa và Đông Sơn, các đối tượng gồm Thiều Sĩ Bằng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Dương, Lê Văn Tước, Thiều Ngọc Hoàn, Lê Quang Hải đều ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn và Lê Duy Tú, Phạm Thế Nam đều ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa đã sử dụng dao kiếm mã tấu tấn công làm anh Đỗ Văn Sơn ở xã Thiệu Khánh và Nguyễn Duy Khánh ở xã Thiệu Viên bị đa chấn thương ở vùng ngực, tay, vai, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ và vận động các đối tượng gây án ra đầu thú và truy bắt các đối tượng còn lại. Riêng Nguyễn Anh Tuấn ở lứa tuổi vị thành niên đang được tại ngoại. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Bản tin 18:30 sẽ để tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Theo kết quả khảo sát mới đây, trên 90% người cai nghiện đã quay trở lại với ma túy. Hiện toàn quốc có 210.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Con số này đang gia tăng với tốc độ chóng mặt và ngày càng khó kiểm soát. Theo các chuyên gia, việc phục hồi cho những người nghiện ma túy không những là một quá trình từ bỏ sử dụng ma túy mà còn phải duy trì được trạng thái sống không có ma túy, kèm theo những thay đổi nội tâm cùng những thay đổi trong quan hệ cá nhân. Nếu không có sự thay đổi này, thì tình trạng sống không có ma túy chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Từ đầu tháng 11, chế độ hỗ trợ đối với người hiến máu bao gồm cả hiến máu lấy tiền và hiến máu tình nguyện không lấy tiền được áp dụng theo thông tư số 20 năm 2018 của Bộ Y tế. Cụ thể, đối với người hiến máu toàn phần tình nguyện được lựa chọn nhận quà tặng là dịch vụ khám chữa bệnh thay vì chỉ được nhận quà tặng bằng hiện vật như trước đây. Giá trị tối thiểu của quà tặng là 100.000 đồng đối với người hiến một đơn vị máu thể tích 250ml, 150.000 đồng đối với người hiến một đơn vị máu thể tích 350ml, 180.000 đồng đối với người hiến một đơn vị máu thể tích 450ml, hỗ trợ chi phí đi lại đối với người hiến máu tình nguyện, bình quân tối đa là 50.000 đồng một người một lần hiến máu. Tại tỉnh Phú Yên, hiện vaccine 5-1 Quinvasem được dự trữ đã gần hết. Hiện số lượng vaccine còn lại chỉ đủ đáp ứng được 60% nhu cầu tiêm chủng của trẻ. Lãnh đạo Sở Phú Yên cho biết, việc thiếu vaccine là tình hình chung cả nước nên chưa biết thời gian cụ thể sẽ được cung ứng thuốc trở lại. Nếu không được cung ứng vaccine kịp thời, những tháng tiếp theo sẽ có hàng nghìn trẻ em ở tỉnh Phú Yên không được tiêm phòng đúng lịch. Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã đưa vụ án tra tấn người làm thuê dã man gây chấn động dư luận thời gian qua ra xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng, từ đầu tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2018, tại phòng trọ số 3, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, do nghi ngờ Y Nhiêu trộm cắp tiền vàng của mình nên sau khi sử dụng ma túy đá, Nguyễn Thị Hà, tên thường gọi là Nga Vọc, đã nhiều lần sử dụng những công cụ như búa, kìm, dao, thanh sắt, thanh gỗ có đóng đinh, kiếm, bình kho ga mini, lò đất để nung thanh sắt, đánh Y Nhiêu, tổng cộng 13 lần tổn hại 72% sức khỏe. Đến nay, chồng của đối tượng Nga Vọc đã bồi thường cho bị hại 180 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà 10 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa bất ngờ kiểm tra quán karaoke tại tổ 36, khu Bầu Xéo, phát hiện 8 phòng có tổng cộng 76 đối tượng nam nữ đang tụ tập có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp. Tại hiện trường, công an ghi nhận nhiều đối tượng đang trong trạng thái phê ma túy, cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy đá. Các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để tiến hành lấy mẫu kiểm tra và lấy lời khai, qua đó bước đầu xác định được 6-7 đối tượng dương tính với chất ma túy. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ email bản tin 18:30 ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.